Và bây giờ Hoàng Hải sẽ cung cấp cho chị Quỳnh Ngân cũng như là tất cả quý vị khán giả chúng ta một thông tin liên quan đến một đại nhạc hội sắp diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Wow. Và trong cái đại nhạc hội lần này thì sẽ có rất là nhiều các cái ca sĩ tên tuổi nổi tiếng như là ca sĩ Tóc Tiên, ca sĩ Đông Nhi, ca sĩ Subin Hoàng Sơn, ca sĩ Eric, và đặc biệt đó chính là sự xuất hiện của các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam. Trời ơi, hấp dẫn quá. Một cái dàn sao hội tụ rồi, lại còn có các anh chàng phải nói là soái ca của U23 Việt Nam nữa. Nhưng hình như là Hoàng Hải hơi thiếu rồi nha. Hay là cố tình giấu thông tin để làm cho Hình Ngân ngạc nhiên đây? Bởi vì Hình Ngân cũng có tìm hiểu về đại nhạc hội này và được biết còn có sự xuất hiện của Sơn Tùng MTV nữa. Cụ thể ra sao, mời quý vị sẽ cùng bắt đầu theo dõi. Đại nhạc hội kết hợp công nghệ đỉnh cao, kết nối triệu tâm hồn yêu bóng đá sẽ diễn ra trong 2 ngày tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động thể thao đường phố từ ngày 8 tháng 6 năm 2018. Đặc biệt, lúc 19 giờ 30 phút ngày 9 tháng 6 năm 2018, chương trình được mong chờ nhất sẽ bùng nổ với sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao Việt Pop như Sơn Tùng MTV, Đông Nhi, Subin Hoàng Sơn, Tóc Tiên. Ngoài ra, sự xuất hiện của phù thủy âm nhạc Hoàng Tulliver và DJ Trang Moon hứa hẹn sẽ mang đến một không gian EDM sôi động hoành tráng. Không chỉ có sự đổ bộ của dàn ca sĩ nổi tiếng, chương trình còn mang đến bất ngờ là sự xuất hiện của hai gương mặt được rất nhiều khán giả hâm mộ đến từ đội tuyển U23, Bùi Tiến Dũng và Trọng Đại, hai thành viên của câu lạc bộ bóng đá Viettel. Ban tổ chức còn đặc biệt thả thính các fan bằng thông tin trong chương trình sẽ có màn trình diễn kết hợp giữa các ca sĩ và cầu thủ nữa đấy. Đại nhạc hội do đạo diễn Việt Tú dàn dựng, sân khấu được thiết kế hoành tráng với màn hình LED về vốn Outdoor Model 2018, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm công nghệ đỉnh cao cho khán giả trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Hệ thống ánh sáng cũng được tính toán lập trình công phu, tạo nên không gian 3 chiều huyền ảo, mang đến hiệu ứng thị giác hiện đại và đậm chất nghệ thuật. Còn chần chừ gì nữa mà không chạy ngay đi săn vé để có một suất quẩy cùng các thân tướng. Yeah.